Trời đất ơi, con bon nó yêu con phai, nó giữ con phai kìa. Ôi rồi ôi, khổ chưa chứ? Phai của con mà có ai tranh mất con phai của con đâu? À bon, có ai tranh của con đâu? Ui rồi nó giữ, ui rồi ôi, em ơi, em cho nhỏ nhạc của chị một xíu nhé. Khiếp lên được cái gì con này? Có ai giữ? Không ai tranh em phai của con cả. Con xấu tính lắm hết bon ạ. Nhìn nó chán không nhỉ? Một con bốc sóc nhưng mà đem lòng yêu một con golden. Con có hiểu là gọi là cái tình yêu này nó rất là gọi là lệch lạc không hả con? Nhưng mà vấn đề là bạn này, là bạn ấy là con golden, mà hơn nữa nó lại còn là con đực nữa. Ôi trời ơi. Con ơi. Đấy, thấy chưa? Thấy thấy nó giữ con bon, thấy nó giữ con phai chưa? Úi trời ơi, trèo hẳn lên trên lưng nó đi. Ừ. Bản thân nó sinh ra là một con hốc sóc nhưng mà lại đem lòng yêu một con golden. Quá là đỉnh. Trời ơi. Không hiểu con trai nó khổ với mày lắm ấy con bon ạ. Chân đời có một. Bon là một con chó đực. Bon là phốc sóc. Và bon đem lòng yêu phai. Phai là một con golden. Phai cũng là con đực chứ giờ tính sao. Khổ ghê. Mà công nhận cái khu này có rất nhiều chó, nhưng mà con Bon nó không yêu bất cứ một con nào cả. Nó chỉ yêu con Phai thôi. Lạ thật đấy. Bon. Bây giờ mà chỉ cần ai lại gần con Phai của nó là nó sẽ gọi là sống chết với người đấy. Thật. Bây giờ nó không còn gọi là bình tĩnh được nữa rồi. Phai ơi, Phai dậy đi ra đây con. Đi ra đây, đi ra đây. Con dậy đi. Con đi ra đây. Này, thử xem, thử động vào con phai của nó nhá. Bây giờ nhìn nó hóa thú này. Trời đất ơi, em ơi, thử động vào con phai của nó mà xem. Sợ thật đấy. Quá là đáng sợ đi, em ơi. Cái này phải gọi là gì? Tình yêu có thể mang lại cho bạn sức mạnh lớn đến cỡ như nào đúng không? Mày chết, tí nữa con phai nó đi ra kia mày chết với tao. Con bon ạ. À. Buồn cười thật luôn ấy. Chân đời có một. Trời ơi. Anh Thi nhỉ, bây giờ bất cứ một ai mà lại gần con phai thôi là đều là kẻ thù của con bon đúng không? Nó đã quá mù quáng trong tình yêu rồi. Mà kể ra con phai nó cũng ý là nó cũng chịu đựng phết đấy chứ đúng không? Nó cũng để cho con bon nó bám ấy chứ nhở. Bon ơi, bon động vào phai nhá. Động vào má luôn. Không dám lấy tay động vào luôn, sợ nó cắn phai. Sợ gái vậy. Quá đỉnh. Cứu. Ai đó cứu. Sợ thật. Phai ơi, con có cái sức hút gì thế hả Phai? Hả? Con làm thế nào mà để cho con bon nó gọi là nó phát điên phát rồ lên thế? Đỉnh thật. Người ta đang trong cơn nha, đừng có động vào người ta. Nhớ chưa? Em đứng sang bên này này. Em đứng sang bên này. Rồi. Người ta đang trong cơn nhá. Bình thường người ta rất ngoan nhá, nhưng chỉ cần động vào phai thôi là ăn hành nghe chưa? Em ra em động con phai thử đi. Ừ, thả nó xuống. Động con phai thử đi. Ôi dồi ôi, yêu chết nhỉ. Không thể nào mà hiểu nổi. Thật sự tao cũng đến chết với mày mất thôi. Nó không hiểu sao ấy, có con phai nó có cái năng lượng siêu nhiên gì ấy. Thật mà. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Chịu đấy. Thôi bon ơi, đi ra ngoài này đi, đi ra ngoài này, đi ra ngoài. Thôi. Ờ, à, thôi tao biết tính mày rồi, tao không động vào mày đâu. Tình yêu này hơi quằn tà là vằn lắm ấy, thật. Đi ăn hả con? Ăn gì đấy? Đi ăn gì đấy? Ăn cục xương á?
Ôi, mồm mà bé mà cùng xương to thế. Cái con hầm. Rồi, cho mày hết đấy. Còn thanh niên này sao? Con đỡ đau chưa? Mày đừng có đi đánh nhau nữa. Mày sinh ra trong hình dáng của một con cô kỳ, nhưng mà tâm hồn mày là một con sư tử đấy, mày biết không? Thật sự. Đã ai làm gì đâu, chả ai làm gì cả. Chưa động vào luôn mà, nhưng mà nhen anh nhen vuốt ra. Bon. Có con phải ở đây là thành ra bon hù đấy con ạ. Giữ của, thánh giữ của. Bon. Mày chấp đi. Cái đập cái cổ lên rồi. Rồi, hết rồi. Đó. Ừ. Bon. Bon. Khổ như vậy nó. Khổ thật đấy. Nó như vậy đó. Xong nó lên lại, nó làm bình tĩnh lại là nó. Đúng rồi, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Áo ngơ. Như là chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại ngoan, bây giờ lại thành good boy rồi. Vừa nãy thì nó như một con điên con dại ấy. Nhưng mà nuôi bon là phải hiểu tính bon. Đúng rồi. Đúng rồi. Bon là một thằng cha rất ngoan, rất thông minh đấy, nhưng mà phải hiểu tính. Hay quạo. Đây, là thanh niên mới về, thanh niên Bon. Bon này cũng là của anh Thi mới mua của mình xong, nhưng bây giờ vẫn đang trong cái giai đoạn gọi là đào tạo. Sao thế hôm nay lại bị mắng à? Sáng này cứ gặp người số mới bắt trước. À, thế là con hư rồi. Bon có cái tật là đang chơi mà ai động vào Bon là Bon nó gọi là hóa thú luôn. Ôi, đang phải đưa về đây để dạy đây. Bi nhìn thấy chưa? Nhìn cái mặt gọi là ngây thơ như thế này cơ mà. Nhưng mà khiếp lúc hóa thú lên nhìn gớm không, nhìn xấu không? Không giữ, không giữ. Không giữ. Bon. Hủy bác. Nè mày rồi. Nè, nè Bi. Con lợn này. Bon. Bỏ cái tính ấy đi nghe chưa? Nghe chưa? Hung dữ, hung dữ. Hả? Hả? Thân mình là một con phúc sóc nhưng mà sao mà mình hung dữ? Hử? Mình cắn ai? Này. Này nhá Bon nhá, không đùa nhá Bon nhá. Thế sao mà xấu tính thật sự đấy nhỉ? Nhìn Bi đây này. Nhìn Bi đây này, Bi yêu thế này cơ mà. Nhỉ? Bi yêu thế này cơ mà. Hử?